Chào lại tất cả anh em ha. Mình tiếp tục mình quay con máy Kubota TG60 này anh em tham khảo ha. Đó, con máy này thì cái giá bán nó là 7 triệu rưỡi nha anh em. Đó. Máy rất là đẹp, máy còn nguyên bản hết. Đây. Đó, tất cả đều zin hết ha. Máy này 6 ngựa. OHW Kubota. Nè. GH170 nè. Này cái hệ này hệ hàng đầu luôn nè, hàng đầu của dòng máy này nè. Đó. Máy rất là ok, nói chung là thích hợp thì mình xài thôi. Rồi. Bộ số nó đây. Dưới này thì một số lùi nè, anh em thấy chữ G ha, một số lùi. Đó, số tiến nè, này của cái hàng dưới này của bánh đi ha. Của bánh đi là số là lùi, cái bánh lùi. Một tới hai tới chậm lẹ đó. Rồi thì anh em lên cái hàng trên thì nó sẽ là số xới, hai số xới, có nghĩa là cái trục quay á, bánh vừa đi mà trục vừa xới luôn á, trục quay đó thì ngược đi xuôi á. Ví dụ anh em muốn cái bánh vẫn đi tới, anh em lưu ý ha, bánh vẫn đi bình thường nhưng mà cái trục nó sẽ anh em đảo qua đảo lại vậy nè, nó là cái lưỡi nó sẽ quay tới hoặc là quay lui, quay ngược dòng xuôi dòng á. Đó. Đây nè, nguyên cái bộ lưỡi lá mít zin nó hết, nó chưa bị mòn hết nè, thấy không, của zin đó nè, trục nó chưa có bị chóc sơn á, nhưng mà đồ bãi để lâu quá nó sạm màu á. Cái này anh em đưa xuống lắc chạy một phát một là nó sẽ sáng giao lại liền đó, giao lá mít. Còn bề ngang chiều rộng đây là 5 tấc nha anh em nè, đó 5 tấc, cái đó là cái quy định rồi mình khỏi đo. Nó đảo tới đảo, thí dụ anh em nãy nói đảo tới đảo lui là một là nó đánh tới vậy nè, còn anh em qua bên kia thì nó sẽ đánh lui lại. Ví dụ gặp đất cứng một chút á, đừng cho cái máy nó giọt tới đó, thì mình sẽ đánh xuôi nó ghì xuống nó đầm. Đó, rồi anh em nào mà có nhu cầu thì gọi lại mình ha, để mình thử máy cho anh em xem. Cái dòng này là dòng máy máy whip rồi, máy hệ rồi, máy rất là ok, zin toàn bộ luôn nè, công tắc đây. Còn cái này là vi sai ha, gài vi sai là anh em đẩy xuống đây nè, hai cái bánh nó gài vi sai lại đẩy xuống luôn đó, mình để về đang mình dễ thử cho anh em xem. Máy rất là nhẹ, được cái là chạy lưu luôn nè, lùi nè đó, anh em thấy bánh nó đi lùi không đó, mình thử mấy chức năng hoạt động cho anh em xem thôi đó. Số 1 là đi tới nè, số 2 tới nhanh đó. Rồi lùi lại này kia này, này. Cho nó có cái thế là mình quay cái lưỡi nó quay cho anh em xem. Anh em nhìn không? Mình thấy không? Đó, nó đánh ngược á, còn đánh xuôi đây. À, đánh xuôi nè. Đó, thấy không? Đã lắm. Nguyên zin hết, mình không có muốn. Tại con máy này á, máy này nó đẹp, mình không muốn sơn nó lại. Anh em thấy không? Nó đen 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 á, không có một bọt gì hết ha. Còn anh em muốn sơn thì mình sơn cái dè này cho. Rồi. Cái mức no nó là cái mức hai bên nè, rồi vậy được rồi ha, mình tắt máy đó. Cái mức no nó là mức hai bên đây, một đây nè, hai chữ viết nha, hai tiếng tiếng Nhật đây nè, tiếng Nhật nè đó, anh em để bên đây bên, ngay chỗ này đã no nè, ngay cái điểm này nó cũng no đó nè, còn đưa qua giữa là số 1 à. Rồi một con máy nguyên zin sơn rất là đẹp.
anh em thấy nè, đó, nước sơn cũng vẫn còn ha. Nè, anh em thấy ở trong cái thùng không? Nước sơn zin của nó nha, trong cái giả thùng á. Chứng tỏ là con máy này nó chưa xài gì hết. Tại máy đen đen này là nó để bãi lâu quá. Nó bị oxy quá thôi. Đó, nước sơn nó nè. Rồi. Cái này thì mình chỉ nói cho anh em chưa biết thôi, chứ anh em biết máy bãi rồi thì như vậy thì nó quá chắc rồi, chứ không có gì hết. Đó, máy mấy cục tạ này kia cũng còn nguyên nó hết, máy là chạy không có sợ xăng, không sợ hao xăng đâu. Anh em lưu ý cho mình ha, mình cũng từng nhắc nhở anh em á, lưu ý là lúc bất cứ cái máy nào về tay của anh em á, về anh em thì anh em muốn khởi động thì phải chăm nhớt vô động cơ ha. Nè, chăm chiêu đây nè, nó có nhiều anh em quên chăm nhớt rồi cho máy khởi động một hồi là nó dính máy ha, là tổn cái máy, nó không hư thì nó cũng phải xuống thôi. Đó, cho nên là anh em nhớ cái đó giùm cho mình. Ví dụ cái đó cái người bán, bất cứ người nào người ta quên dặn thì máy móc là phải về mình, là mình đầu tiên là mình phải coi nhớt trước, nó kiểm tra nhớt trước cho nó đầy đủ rồi mới khởi động. Cái đó là cái nguyên lý của động cơ, nguyên tắc nó là bắt buộc phải vậy. Cho dù người ta nói chậm rồi mình về mình cũng phải chỉ kiểm tra đó, kiểm tra nhớt rồi mới chạy được. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thấy con máy này phù hợp thì cứ alo lại cho mình để chốt sớm con máy ha. Chào tạm biệt anh em.